Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có câu ca dao: chiều chiều én lượn truông bay, cảm thương chú Lía bị vây trong thành. Chàng Lía sinh năm 1760, mất năm 1779, là thủ lĩnh của cuộc nông dân xứ Đàng Trong. Trong chuyên mục dành cho thiếu nhi hôm nay, xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với truyện tranh Cuộc Khởi Nghĩa của Chàng Lía. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Từ giữa thế kỷ 18, xã hội Đàng Trong lâm vào khủng hoảng. Ở triều đình Phú Xuân, Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự xưng quốc phó, khét tiếng tham nhũng. Ở địa phương, các quan lại mặc sức vơ vét, cướp bóc dân lành. Cuộc sống của người dân ngày càng khổ cực. Nỗi bất bình oán giận của các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn dâng cao. Trước hoàn cảnh đó, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do chàng Lía lãnh đạo. Lía vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Cha là người huyện Phù Ly, mẹ là người thôn Phú Lạc, ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn, nay thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, thuộc phủ Quy Nhơn. Cha Lía mất sớm. Mẹ con Lía phải dắt díu nhau về quê ngoại để sinh sống. Gia cảnh bần hàn, cậu phải đi ở mướn, chăn trâu cho một phú hộ trong vùng và chịu sự hành hạ, đánh đập rất dã man của ông chủ hung ác. Dù cuộc sống khổ cực, song trời ban cho Lía có sức khỏe thật phi thường. Mỗi lần chơi trò kéo co, cậu thách cả chục đứa trẻ một đồng, nhưng chúng cũng không tài nào địch nổi. Có chuyện kể rằng, một lần Lía giận lão phú ông gian ác. Cậu bày mưu cùng bọn trẻ một đồng làm thịt một con trâu của lão, rồi cùng nhau chén sạch, chỉ để lại mỗi cái đuôi trâu. Lía lấy đuôi, cắm xiên xuống đất, rồi khuân một tảng đá to lớn đè lên trên, để ló ra mõm chót với chòm lông đen. Sắp xếp đâu vào đấy, Lía chạy một mạch về báo với lão phú ông: "Thưa ông chủ, trâu đương ăn bỗng rống lên một tiếng rồi chui tuột xuống đất, còn nắm cái đuôi kéo mãi mà không lên." Lão phú ông lật đật chạy ra xem, quả là thấy cái đuôi trâu, bèn nắm kéo thử, nhưng không tài nào nhổ bật lên được. Nửa tin nửa ngờ, lão gặng hỏi đám bộc đồng, nhưng chúng đều nói theo Lía. Sau đó do biết được sự thật, lão giận tím người, không nhận Lía ở mướn chăn trâu nữa. Trở về làng, Lía xin theo học thầy dạy võ trong làng. Thấy cậu gan dạ, có sức khỏe hơn người, nên thầy nhận cậu làm đệ tử. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lía đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh, giỏi võ. Một lần, do không chịu được cảnh một tên lính triều đình cậy thế ức hiếp dân làng, Lía đã đánh chết hắn. Quan trên cho lính đến vây chặt nhằm bắt Lía về quy án. Lía tìm cách chạy thoát khỏi vòng vây, về nhà cõng mẹ, trốn lên trên núi. Ở đây, Lía gặp một toán cướp. Tài nghệ và lời lẽ đầy nghĩa khí của Lía đã cảm hóa được bọn chúng. Lía được tôn làm chủ trại, bèn sai sửa sang lại một cái hoàng thành cũ của người Chiêm Thành, đặt làm sơn trại, lấy tên là Thành Uất Trì. Hàng ngày, Lía đem quân xuống núi, cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo. Một thời gian sau, mẹ Lía qua đời. Vốn là đứa con hiếu thảo, Lía tìm cách đưa hài cốt mẹ về quê an táng. Và từ đó, Lía cũng chia tay với Thành Uất Trì. Buồn lòng, Lía tìm đến Phù Ly thăm mộ cha, rồi bỏ đi ngao du đây đó. Đến Truông Mây, thấy địa thế hiểm yếu, Lía dừng chân ngắm cảnh. Bấy giờ nơi đây có một toán cướp hoạt động rất mạnh. Cũng như lần trước, tài nghệ, chí khí và lòng dũng cảm của Lía đã khiến cho toán cướp này quy phục. Lía trở thành thủ lĩnh của toán cướp và chuyển dần sang hoạt động theo hướng chính nghĩa. Cảnh chặn đường cướp giật nay chấm dứt, thay vào đó là chủ trương đánh vào công đường, lấy lương thực chia cho dân nghèo. Phong trào ngày càng phát triển, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Tiếng tăm nghĩa quân lan rộng khắp trong vùng.
Trường Mây được xây dựng thành một căn cứ vững chắc là đại bản doanh của nghĩa quân. Một lần, Lý nghe tin chúa Nguyễn có tổ chức thi võ tại thành Quy Nhơn để chọn người tài cầm quân đánh chúa Trịnh. Lý bèn cải trang xuống núi thi tài. Chứng kiến cảnh các quan giám khảo nhận tiền đút lót trắng trợn từ một số sĩ tử, Lý bất bình trở về căn cứ Truông Mây, tập hợp nghĩa quân đốt phá trường thi, giết quan giám khảo. Tuần phủ Quy Nhơn cho quân truy kích, nhưng đến Truông Mây thì bị nghĩa quân chặn đứng, đánh trả quyết liệt. Một hôm, Lý đem theo một số quân tinh nhuệ, bí mật theo đường núi xuống phủ thành Quy Nhơn. Lợi dụng lúc lính canh lơ là, Lý cho quân phóng lửa đốt các dinh thự, doanh trại. Tuần phủ Quy Nhơn bị chém đầu. Được tin Quy Nhơn có biến, quan cai trị dinh Quảng Nam cho quân cứu viện và cử người về Phú Xuân cấp báo. Chúa Nguyễn phái đại binh tinh nhuệ vào đàn áp. Trước tình hình đó, Lý cho quân đắp thêm thành lũy, củng cố vững chắc căn cứ Truông Mây. Cuộc chiến đấu kéo dài suốt mấy năm trời mà quân Nguyễn không sao đàn áp được, buộc phải rút lui. Biết không thể thắng được nghĩa quân bằng vũ lực, Viên Quang Tuần Phủ mới bèn dùng mưu kế, cài người vào hàng ngũ nghĩa quân, chờ dịp ra tay ám sát Lý. Một hôm, Lý mở tiệc khao quân. Tên mật thám bí mật bỏ thuốc mê vào rượu, rồi ép các nghĩa quân uống say, trong đó có cả Lý. Y dùng dây thừng trói chặt Lý vào một tấm phản lớn, sau đó mở cửa thành chạy về Quy Nhơn báo tin. Quân Nguyễn kéo đến tàn sát nghĩa quân. Lý giật mình tỉnh dậy, thấy bị trói, bèn hiểu ra tất cả, rồi nổi giận vùng dậy, mang cả tấm phản trên mình, thoát ra khỏi vòng vây, chạy lên núi. Quân Nguyễn không đuổi bắt được Lý, liền phá hủy thành lũy, rồi rút quân về. Thành lũy mất, đội quân khởi nghĩa tan vỡ. Giận mình lơ là mà việc lớn không thành. Lý buồn lòng, phẫn uất, sinh bệnh và sau đó qua đời không lâu. Cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng hình ảnh chàng Lý dũng cảm, khí phách hiên ngang, không chịu khuất phục trước cường quyền, yêu thương, bảo vệ người nghèo, đồng cam cộng khổ với các nghĩa binh do chàng lãnh đạo, vẫn luôn sống mãi trong lòng người dân miền Trung. Chiều chiều én luyện Truông Mây, cảm thương chú Lý bị vây trong thành. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, mặc dù cuộc khởi nghĩa của chàng Lý bị thất bại, nhưng khí phách hiên ngang, anh hùng, yêu thương người nghèo cùng với các nghĩa binh của mình đã đi vào giai thoại sử sách. Hình ảnh chàng Lý luôn sống mãi trong lòng của người dân miền Trung nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.